Lần siêu rồng hòa minh được hình thành với sự dẫn dắt nhiệt tình của hai huấn luyện viên chuyên về võ thuật, với sự sáng tạo và năng động của các bạn trẻ đã kết hợp một cách hài hòa, uyển chuyển từ những thế võ thiếu lâm, đã được học tạo nên các động tác của con lân đang nhảy múa một cách cực kỳ sống động. Tuy mới thành lập cách đây không lâu, nhưng đội lân siêu rồng hòa minh đã không ngừng trau dồi, học hỏi những bài học từ các thế hệ đi trước, đồng thời còn sáng tạo thêm những điệu múa lạ mắt và hấp dẫn khác, với mong muốn xua đi những nỗi buồn và những khó khăn, mang hạnh phúc đến, rước lộc về, đưa may mắn và thịnh vượng vào nhà. Các thành viên trong đội luôn cố gắng cống hiến cho người xem thật nhiều tiếng cười, niềm vui và sự thích thú. Không phô trương, không rầm rộ, nhưng đội lân siêu rồng hòa minh luôn tỏ ra sự khác biệt bởi sự nhiệt tình, lòng đam mê, sự khát khao cháy bỏng và bởi mong muốn góp phần nhỏ vào việc giúp mọi người vượt qua những nỗi đau khổ của trần thế hiện tại. Bình thường nhưng không tầm thường, nhỏ bé nhưng không yếu đuối, đậm chất, học võ, học đạo, làm người. Đó là phong cách của đội lân siêu rồng hòa minh. Dù ở thời đại nào, múa lân siêu rồng luôn là một hình thức không thể thiếu trong các ngày lễ, ngày Tết quan trọng. Và đội lân siêu rồng hòa minh tại thành phố Mississauga đang ngày càng cố gắng mang lại những màn trình diễn đẹp nhất cho người xem, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tại xứ người, để giới thiệu với bạn bè quốc tế một nét đẹp truyền thống không bao giờ bị phai nhạt, đó chính là múa lân siêu rồng. Từ hơn 1.500 năm trước thì múa lân được xem như là một loại hình văn nghệ nhân gian đặc sắc, thường được biểu diễn trong các dịp lễ hội, đặc biệt là Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu. Vì lân mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông và may mắn. Và hôm nay Thanh Tâm mời quý vị hãy cùng chúng tôi ghé thăm Hiệp hội Võ thuật Lân siêu rồng tại Canada với tên gọi là Hòa Minh, để xem những người Việt Nam xa xứ chúng ta đã mang theo quê hương và đã bảo tồn văn hóa và nghệ thuật của người Việt Nam như thế nào và có thể truyền đạt cho thế hệ tiếp nối. Múa lân siêu rồng là bộ môn nghệ thuật kết hợp hài hòa giữa công phu thâm hậu và võ thuật cùng với sự khéo léo uyển chuyển của người huấn luyện viên. Như là quý vị thấy thì sau lưng Tâm, tất cả các em cũng như là các huấn luyện viên đang khởi động để có thể có cho mình một cái thể lực mạnh mẽ để có thể vác được cái đầu lân rất là nặng và rất là cồng kềnh. Em vừa rồi á là đánh cái bài của Châu Gia Quyền, của do sư phụ Derek dạy cho các em. Ở cái võ đường Hồng Minh nó có hai cái môn phái, là một cái môn phái nhưng mà có hai cái võ thuật của Thiếu Lâm, là một bên là Châu Gia Quyền, một bên là Hồng Gia Quyền. Thì Thành đó là chịu trách nhiệm về Hồng Gia Quyền, còn sư phụ Derek là chịu về trách nhiệm về Châu Gia Quyền. Thì cũng là Thiếu Lâm hết thôi, thì mình cũng cố gắng coi như là hòa hợp với nhau để cho các em có nhiều thêm cái môn phái để các em tập. Điều muốn cho các em khỏe và được tốt cho sau này thì mình không có ngần ngại gì cái vấn đề của môn phái của ai. Thì cái đó là cái gọi là thiết tha kêu gọi hết tất cả các em ở chung quanh gần xa, mà mình có con em mà giả lại bây giờ cái xã hội bây giờ thì các em rất là thích chơi game và iPad, thì mình muốn kêu gọi các em đến tập để cho nó có một cái không khí thể dục thể thao của người Việt mình. Em ở lứa tuổi nào thì có thể tham gia vào cái hiệp hội võ thuật của Hồng Minh? Cái hiệp hội võ thuật của Hồng Minh là nó có nhiều lứa tuổi. Thí dụ như các em từ 6 tuổi thì các em có thể tham gia vào, cho đến 12 tuổi, 11 tuổi thì các em có thể mua lân, có thể mua rồng. Rồi từ 11 tuổi các em có thể đánh binh khí được, tại vì lúc đó các em có biết được mỗi một cái mà gọi là đôi khi mình có gia chạm thì các em tránh đi được, chứ còn các em nhỏ quá thì mình không dám dạy, bởi vì đôi khi các em không có
sợ mấy cái binh khí đó thì các em có thể không đánh được, thì mình cũng không ép các em để cho các em có một cái nỗi lo sợ. Thì ở đây rất là muốn các em tập, thì ở đây đó là mình mướn một cái community của Mississauga này á, thì là mình chỉ share với nhau để trả tiền lại cho cái community thôi, chứ thật sự Thành thì rất thích giúp cho các em chơi thể thao, giả lại bản thân mình cũng được chơi thể thao. Thì cái đó là cái điều mong mỏi ở cho đến bây giờ, cho đến sau này và cho đến khi già luôn. Thì anh thì điều kiện tham gia của các em là như thế nào và thời gian luyện tập như thế nào? Thời gian luyện tập là thứ bảy từ 2 giờ cho đến 4 giờ, thứ hai từ 6 giờ cho đến 8 giờ. Thì tại vì cái thời gian đó là các em có thể đi học về rồi, các em có thể ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi các em đến đây các em tập. Thì thứ bảy 2 giờ tới 4 giờ đó là các em có thể đi học lớp Việt ngữ ở trường ở Bồn Quốc xong thì các em qua đây các em tập luôn. Đó, thì cái thời gian thì tôi book với studio Mississauga thì cũng may mắn có cái điều là studio họ vẫn cho cái giờ là thích hợp như vậy. Đó, thành thử là cho các em tập. Rồi thí dụ như hồi nãy như cô Thanh Tâm hỏi là thí dụ như bây giờ mình có cái lứa tuổi bao nhiêu cho đến bao nhiêu, thì thú thật mà nói cái lứa tuổi đó là khoảng chừng 6 tuổi là bắt đầu mình start vừa rồi, tại vì 5 tuổi quá nhỏ, họ không có cái nhận định. Đôi khi họ thích thiệt nhưng mà tập xong cái tuần sau quên hết, thì cũng tội nghiệp cho các em, bắt các em phải nhớ. Thì 6 tuổi thì có một chút xíu gì nhận định về tay chân múa mái thì mình có thể cho các em tập được rồi, cho đến 10 tuổi hay 12 tuổi thì có thể cho các em đánh binh khí, đại khái như những cái côn nhĩ khúc, đại khái như những cái kiếm mà mình có thể đánh quyền cũng được, hay là mình có thể đánh thái cực kiếm cũng được. Đó thì thí dụ như sau này thí dụ như các em từ 12 tuổi cho đến các em lớn lên, các em có thể đến 15, 18 tuổi thì các em có thể mua rồng theo cái khả năng của các em. Rồi sau cái 18 tuổi thì các em có thể đi thi đấu cho vòng của những cái đoàn lân như là Trung Quốc, Hồng Kông, cũng như vừa rồi mà mình gặp nhau ở trong studio Toronto vậy đó, có nhiều cái đường hoa mà họ là cộng đồng Hồng Kông, Trung Quốc, Macau, Đài Loan, Malaysia, Singapore, đại khái thì mình cũng muốn đem người Việt mình đến đó để cho nó có một cái không khí là mình tuy rằng mình không nói là vượt bậc hơn họ, nhưng mà mình cũng cố gắng để mình tạo thành một cái nền thể thao cho các em đi ngang hàng với họ. Đó, thì cái điều mong mỏi của Thành là như vậy. Dạ thưa anh, thì anh thế nào cho biết hiện nay là trong học sinh có bao nhiêu học sinh cũng như là các em ở lứa tuổi nào, và hiện nay thì bất cứ lúc nào các em có thể tham gia hay là phải chờ vào cái thời gian nào đó để mà anh thu nhận được không? Anytime các em có thể, lúc nào các em cũng có thể đến đoàn lân Hào Minh để apply vô. Nhưng mà cái điều apply vô á, là đối với tôi đó thì tôi có cái khái niệm là các em cứ đến đây đi, nhìn thấy đi, rồi 5-3 tuần sau các em try vô cũng được, chứ không dứt phát là các em phải try vô liền. Bởi vì các em có đôi khi các em nhìn thấy là các em rất là thích nhưng mà về đến nhà các em sợ, mà các em nhìn á thì các em rất là thích nhưng mà một tuần sau đó các em mệt, các em lại bỏ ngang. Thì tôi không muốn cha mẹ phụ huynh của các em phải tốn tiền về vấn đề cái uniform, giày dép mà là này kia nọ, tôi không muốn là vậy. Giả lại tôi muốn đem cái nghệ thuật này để truyền bá khắp nơi thôi, chứ không phải là tôi đi làm bất cứ một cái gì đó gì về cái nghệ thuật này. Đó thì trở lại vấn đề đó, vừa rồi đó là mình có được cái bằng khen của ông thị trưởng John Torrey thì mừng, thì cũng có rất là mừng là bởi vì lần đầu tiên mình đến CDO của Toronto, nhưng mà cái áp lực nó rất là lớn. Mình hy vọng cũng như năm nay, tôi hy vọng là năm tới từ ở Nhân Nghĩa Đường ở bên Việt Nam sẽ gửi cho tôi nhiều con lân được, nhiều cái màu sắc khác nhau. Bây giờ đoàn lân Hồng Minh có 8 con lân, và năm tới đón mùa xuân của năm 2016 lên đến 2017 thì đoàn lân Hồng Minh có thể có lên 12 con hoặc 15 con. Thì
mình sẽ run mà mình muốn run được đó, cho nó thật là tốt để cho nó có di chuyển mãi đó sau này, thì cái điều đó là cái điều mà mong mỏi của tôi cũng như là sinh của Derek hay là toàn thể các em. Còn cái số người đó thì bây giờ đoàn lân hầu Minh hiện tại bây giờ đó mà đến tập thường xuyên là có 15, 18, có khi 20 em. Mà các cái chú bác anh chị như đồng cùng cái thời điểm mà giúp cho đoàn lân hầu Minh thì có thể lên tới 50, 40. Tại vì họ sẵn sàng về đây để hỗ trợ cho đoàn lân hầu Minh, bởi vì họ cũng là người Việt, người lớn. Và đó là một cái điều mà thành của tất cả như sư phụ đeo được, tất cả anh chị em ở đây cũng rất là mừng. Song song có nhiều phụ huynh của các em rất là thích đến để giúp đỡ để cho đoàn lân hầu Minh, bởi vì họ có con mừng. Thì để coi cái phước của mình nó đi đến đâu, rồi cái cơ hội của mình tạo nó đến đâu. Thì trong tương lai thì nhiều hơn nữa, đi xa hơn nữa, là sau này đoàn lân hầu Minh sẽ muốn rồng, muốn bắt sư, tức là sư tử, hiến cầu. Có thể sư tử nhảy lên trên cầu, lăn trên cầu, sư tử đi lên chân ở trên đó. Thì trong cái tương lai thì nó sẽ sắp xếp theo cái chương trình. Năm nay thì tạm thời là có thể 8 đến 12 con lân hoặc là 14 con lân. Thì năm tới chắc chắn một điều là sẽ có rồng nhẹ. Đó là trong cái tương lai. Mà đẹp mang, mình mang cái gì đẹp nhất cho người Việt mà. Rồng thì kiểu cách thì của Singapore. Lân cũng vậy. Lân kiểu cách của Singapore, của Malaysia, của người Hoa ở Chợ Lớn. Thì nói chung Thành thì thích ba mẹ thì là người Hoa, nhưng mà sinh đẻ lớn lên ở Bình Diệu, Hùng Dương thì chắc chắn một điều mình là người Việt rồi. Thật sự mình đi vượt biên, mình đi đến xứ này thì học về cá nhân, về bản thân thì hồi xưa nhỏ nhỏ như các em là đã đi học, học đam mê cái nghề của mình. Thành nhớ có một lần đó là qua ngày mai mình đi múa lân cho đoàn lân Thắng Nghĩa, thì ngày hôm nay mình đi mượn một cái quần đen của bên đoàn lân Hồng Nghĩa, bởi vì khó khăn quá. Thành nữ anh em mượn quần, mượn áo qua bận qua bận lại để đi đi chơi cho vui. Vì vậy ngày hôm nay Thành thành lập được chắc chắn một điều là mình mang cái gì đẹp nhất cho các em con cháu mình, mang cái gì đẹp nhất, binh khí đao kiếm cơm đao gì phải là đẹp nhất cho các em, cho toàn thể các em cũng như cộng đồng người Việt mình, cho nhìn thấy được là cái gì hay nhất, cái gì đẹp nhất. Dạ thưa anh, thì em thấy là anh đặt rất là nhiều tâm huyết cũng như là đầu tư vào cái đoàn lân này và tất cả những cái từng dụng cụ, từng cái con lân. Và như anh mới vừa chia sẻ là anh sẽ mất thêm nhiều con lân nữa trong mùa xuân của năm 2016-2017. Thì anh có thể nào cho biết là cái cơ duyên nào và cũng như là cái động lực nào đã khiến cho anh thành lập đoàn lân cũng như là tiếp tục phấn đấu cho đến ngày hôm nay? Dù em biết là trong những cái lần mà hai anh em tâm tình qua lại thì anh nói là có rất là nhiều sự khó khăn cũng như là có rất là nhiều những cái trở ngại, thì anh sẽ nào nhân dịp này chia sẻ cho khán giả biết thêm về cái sự, cái động lực của anh cũng như là cái sơ duyên mà thành lập cái đoàn lân hầu Minh. Cái đoàn lân hầu Minh được thành lập đó, là trước tiên Thành phải nói là A Di Đà Phật rất là cảm ơn thầy Tâm Hoàng. Thành có ở đó sinh hoạt 18 tháng ở dưới mái chùa trung tâm văn hóa của giáo Pháp Vân. Ở chỗ đó thú thật mà nói thì mình ra mình làm nghệ thuật thì chắc chắn một điều là nó phải có cái khó khăn, có cái thành công. Thì thôi khó khăn thì mình đừng kể nữa, mình kể cái thành công không đi, mình kể cái vui đi, cái buồn mình không cần kể nữa. Thì cái vui đó là các em rất là cố gắng, các em rất là cố gắng. Đồng thời người Việt mình á là các em rất là cố gắng tập, cho dù là mùa đông cũng như mùa hè các em đến các em tập rất là đầy đủ. Và trở lại vấn đề đó là thật sự phải nói cảm ơn thầy Tâm Hòa cũng như tất cả quý thầy ở chùa đã có một cái sự ủng hộ cũng như là khuyến khích để giúp cho cái đoàn lân chùa Pháp Vân. Rồi sau đó tôi phải trở ra ngoài, tôi thành lập
trở nên độc lập hùng binh. Thì người ta nói uống nước nhớ nguồn, thì tôi cũng phải nhớ là cái điều mà 18 tháng tôi tập ở nơi đó, có một cái basic từ ở nơi đó, có một cái cơ bản từ ở đó, thì tôi mới trở nên như ngày hôm nay được. Nếu như tôi không có cơ bản của ngày đó thì chưa chắc gì mà tôi được một tí gì thành công, chứ không phải mình nói là thành công sọc dẻ. Thì tôi rất là vui mừng, cho dù muốn dù không, ngày xưa tôi cũng là từ đó xuất thân và từ gia đình Phật tử xuất thân, thì kể có cái vui mừng này, nó có thể thêm nhiều cái nhịp sống khác cho nhiều cái thành công khác mà người Việt mình được đi múa khắp nơi. Sau này mình có thể đi lên đường, đi Hamilton, đi Kitchener, đi tất cả những cái vùng khác đó, thì mình rất là vui mừng. Dạ. Thưa anh, trải qua nhiều thế hệ của múa lân hiện nay không chỉ xuất hiện trong những cái lễ Tết hoặc là Trung Thu hoặc là những cái lễ hội lớn của cộng đồng nữa, mà còn xã hội hóa là để phục vụ cho những cái khai trương của đó. Thì làm sao để cho cộng đồng biết đến đoàn lân họ mình và liên lạc thế nào để có thể mời đoàn lân đến và múa lân ở những cái trường hoặc là những cái đám cưới? Sắp tới đây ngày 23 là ngày tôi đi của Canada mình, thì đoàn lân Hồng Minh được vinh hạnh là một cái đám cưới nằm ở bên Quýt Bài. Thì đúng như cô vừa nói là ngày xưa đó mình đúng vào cái dịp Tết, cái dịp Trung Thu, nhưng mà bây giờ họ rất là thịnh hành là bởi vì họ còn có khai trương, còn có đám cưới, còn có những cái lễ hội khác nữa mà mình cần phải đi múa lân, đi giúp vui, đi này kia nọ, thì cái điều đó nó rất là tốt so với tất cả những cái mình phục vụ cho tất cả những cái tiệc này kia nọ đó, họ được vui mừng. Thì cái đoàn lân Hồng Minh á, là cái số phone á, là 647-208-2118. Thì nhắc lại một lần nữa là cái số phone của đoàn lân Hồng Minh là 647-208-2118. Thì nếu có gì thì cứ liên lạc, mình đều là người Việt hoặc là những cái cộng đồng khác, thì mình có thể mang các em đi cho các em được vui, cho các em được biết, cho các em được múa mái này kia nọ, cho các em được có cái được một cái sở thích rất là đam mê cho các em. Như là quý vị thấy thì cái đầu lân được người nghệ nhân làm rất là công phu và tỉ mỉ. Quý vị thấy là từng cái đường viền, từng cái nét vẽ, ngay cả con mắt cũng có gắn đèn nữa, khi mà lân nó nháy mắt thì rất là đẹp. Và còn cái mình của lân đó thì được thêu và được viền bằng những cái loại vải
lóng lắm, kim sa rất là đẹp nè quý vị. Chú Lân màu đỏ ơi, chú Lân rất là đẹp và sắc rất là sực sỡ. Chú Lân có thể nào cho biết là chú tên gì hay không? Dạ, con tên Brian đó. Con tên Brian hả? Con học được cái này được bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm rồi, con thích không? Dạ, thích. À, còn chú Lân ở phía sau, chú Lân đó. Tên gì và bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con tên Andrew. Andrew, con học được bao lâu rồi? Con học 2 năm rồi. 2 năm, con thích không? Thích, nhiều lắm. Con thích cái môn nào ở trong đây? Thích môn này. Cảm ơn anh Thành đã dành thời gian để mà cho phóng viên chúng em đến đây và tìm hiểu thêm về đoàn Lân Họ Minh. Thì trước khi mà chúng ta chia tay với khán giả thì anh còn có điều nào muốn trình bày cùng với khán giả không? Để trước khi chia tay khán giả của đài STVN thì một lần nữa xin cảm ơn cô Thanh Tâm của STVN đã có dành một chút thời gian để đến đây interview phỏng vấn cho cái đoàn Lân Họ Minh. Đây là một cái điều mà rất là vinh hạnh và cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã bỏ rất là nhiều thời gian công sức cho đoàn Lân Họ Minh. Thì bây giờ là mùa hè thì mong rằng xuân đến mình có nhiều cái cơ hội để hợp tác. Sau khi mà đặc biệt năm nay là đoàn Lân Họ Minh sẽ có ân thêm ông thần tài nữa. Dạ, thì những cái đồ mà hóa trang cho ông thần tài thì năm nay nó sẽ về đến. Dạ, mình sẽ đi nơi để chúc mừng xuân cho những thần tài. Cảm ơn. Dạ, xin chúc cho đoàn Lân Họ Minh của anh lúc nào cũng sẽ thành công và được mọi người yêu mến. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh của Hội Võ Thuật Lân Sư Rồng Canada với tên gọi là Họ Minh. Thành Tâm, phóng viên SBTN tường trình từ Toronto. Yeah! Bye! Bye. Bye. Bye.